Sốc Con Lửa xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác, các anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Hôm nay bên Sốc lại tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một cái một số mẫu bơm cao áp đang làm mưa làm gió trên thị trường, được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Và em cũng rất vui khi được gặp lại anh em trong những cái clip như thế này. Em lại có một cái bơm thanh lý cho các bác rẻ 200.000 nhá. Đây, cái cây bơm này là em đang bán 900.000, bán thanh lý rẻ cho bác 200.000 đấy. Thì tí nữa ở cuối video em sẽ thanh lý cho bác rẻ 200.000. Bác nào xem được video, các bác muốn mua cây bơm thanh lý thì nhanh tay gọi điện đến ba đầu số của Shop các bác nhé. Đấy, bác nào gọi điện đến mua thì em chốt đơn cho bác đấy, thì các bác vui lòng nhắn tin xuống dưới đã chốt hộ em nhé, vì em có một cây bơm thanh lý đấy. Bác nào mà mua được cây bơm thanh lý này thì vui lòng nhắn tin xuống dưới đã chốt cho em nhé, để thông báo rộng rãi đến toàn thể anh em là em đã bán đấy. Không nhiều bác bảo là Shop chỉ câu like câu view, thực tế là cái hàng thanh lý này em chỉ có một cái, thì bác nào em chốt được bác nào thì bác đấy vui lòng nhắn tin xuống dưới đã chốt cho em nhé, để mình đảm bảo cái tính minh bạch đấy. Thì trước khi giới thiệu về bơm nhé, em có một số phụ kiện bơm để thay sửa cho anh em này. Đây, đầu tiên em sẽ lên cho bác một cái củ bơm các bác nhé, một cái củ bơm, cái con củ bơm này nhá. Đấy, củ bơm là củ bơm mới các bác nhá. Đấy, con này thì về các bác lấy ốc xả áp cũ, ốc áp cũ nhá, không các bác mua cái ốc xả áp này cũng được, em sẽ bán theo cho các bác. Cái củ bơm mới như này em sẽ bán cho các bác giá công khai nhá, củ bơm mới giá như này giá công khai cho anh em là 280.000 củ bơm nhá, phụ kiện. Đây, củ bơm là chân gấp các bác nhá. Đấy, chân gấp, các bác nhìn xịn xòa chưa? Đấy, chân gấp này, củ bơm mới nhá, bán thanh lý cho anh em. Con này là 280.000. Anh em nào bơm mà hỏng củ hay là nó bị vấn đề gì, các bác có thể liên hệ em mua cái củ bơm này 280.000 nhá. Còn tiếp theo thì em lên cho bác dây bơm nhá. Dây bơm thì 80.000 một cái dây bơm như này các bác nhá. Các bác nào bị nổ dây nhá, bị nổ dây, các bác mua dây bơm 80.000 một cái này. Đấy, cái dây bơm này rất chi nhiều anh em hay hỏng này. Cái túi răng sim thì cũng bán cho các bác 80.000 một túi các bác nhá, 80.000 một túi răng sim. Ti đồng thì bán cho bác cũng 80.000, đồng giá 80.000 các bác nhá. Ti đồng là 80.000 này. Còn là cái ốc xả áp đằng sau nhá, ốc xả áp đằng sau bán cho các bác 100.000 một ốc xả áp nhá. 100.000 một ốc xả áp. Đấy. Ví dụ nhiều bác đi chơi, các bác xả áp ra xong các bác quên không xoáy cái ốc áp này vào, nhiều bác sẽ bị rơi mất. Bán cho anh em 100.000 một ốc xả áp các bác nhá. Đấy. Còn các bác nào lấy combo nhá, các bác nào lấy combo một túi răng sim, một cái ti và một nọ dầu bôi trơn nhá, thì để cho các bác giá là hơn 100, gần 200 combo nhá, combo 3 món như này các bác nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, nhưng các bác mua combo thì nó rẻ hơn một chút nhá. Đấy. Còn tính cái phụ kiện này, ví dụ các bác mua lẻ thì em báo giá công khai như thế, không thì ví dụ các bác nào mua bơm nhá, mua bơm thì em sẽ tặng miễn phí cho các bác nhá. Miễn phí, ví dụ các bác thích cái ti này, van xả áp này, răng sim này, lọ dầu, chai nước mát, các bác thích cái gì em tặng cho các bác cái đấy nhé. Đấy, ví dụ các bác mua bơm mới, ví dụ các bác mua một cây bơm này, các bác bảo thích cái ti kia, bảo em ơi tặng cho một cái ti, hoặc tặng cho một chai nước làm mát, hoặc tặng cho em một cái túi răng sim, hoặc một lọ dầu, các bác cứ thích cái gì là em tặng các bác cái đấy khi các bác mua bơm mới nhá. Đấy, còn các bác nào không mua bơm mới thì em cũng sẽ bán lẻ phụ kiện cho anh em. Đấy, đây đầu tiên thì em sẽ lên và giới thiệu cho các bác anh em chơi PCB. Cái con bơm này là bơm, các bác quan sát nhá, con này là đồng hồ to này, lọc ẩm to nhé, chân là chân không gấp nhé, con này chân không gấp, bầu là bầu hoàn toàn bằng inox hết các bác, bầu tròn bằng inox. Mẫu này là mẫu bơm Shinjongsi đấy, các bác nhìn nó cũng chất ra phết đúng không. Cái mẫu bơm Shinjongsi này thì em báo giá công khai cho anh em nhé, con này thì em đang bán giá công khai là 1.850.000 các bác nhé, 1.850.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé, mẫu bơm tay Shinjongsi đấy. Còn các bác ở khu vực xa thầy Kon Tum nhé, thì em sẽ không ship hàng vào xa thầy Kon Tum, vì ở trong đấy là các bác nói thật là một con sâu làm dầu nồi canh. Ở khu xa thầy Kon Tum thì mua không muốn mua, chỉ muốn trộm hàng rất chi là nhiều đấy, đâm ra em không bán, không gửi hàng vào cái khu xa thầy Kon Tum nhé. Còn là 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc, khu nào em cũng gửi cho các bác hết, nhưng mà cái khu xa thầy Kon Tum là không gửi nhá. Đây, tiếp theo em lên cho các bác cái mẫu bơm thứ hai. Cái mẫu bơm thứ hai là mẫu bơm đồng hồ to nhé, đồng hồ to lọc ẩm to các bạn đấy, đồng hồ to lọc ẩm to này, đồng hồ to lọc ẩm to. Cái mẫu này là chân gấp các bác nhá, đấy chân gấp này rất chi là xịn sò. Đồng hồ là đồng hồ dầu 50 MPa các bác nhá, con này là đồng hồ dầu nhá, đồng hồ dầu. Đây các bác quan sát đồng hồ dầu rất chi là xịn sò nhá, cái đồng hồ dầu thì dùng nó bền bỉ theo thời gian nhá. Đấy, cái nhất, cái thứ hai, đây là cái mẫu bơm này thì đây là mẫu bơm bản đặc biệt các bác nhá, mẫu bơm bản đặc biệt này. Cái con này thì em đang bán giá công khai cho anh em nhé. Con này giá công khai cho anh em giá là 900.000 nhé.
cái mẫu bản đặc biệt này thì nó có gì? Con này thì các bác bơm, bơm nó sẽ lên nhanh và lên nhẹ là cái nhất. Cái thứ hai là thân bơm nhé, thân bơm nó làm bằng chất liệu đặc biệt, nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh đấy. Đặc biệt là cái tiếp theo là các bác mua bơm này nhé, em sẽ tặng cho bác đầy đủ phụ kiện nhé. Đây, những cái phụ kiện này các bác thích lấy cái gì thì lấy nhé. Đây, các bác mua bơm mặc định là nó sẽ có theo một là cà lê, một lọ dầu bôi trơn, một túi lăng xim nhé. Còn các bác thích lấy thêm cái gì thì em các bác bảo em để em tặng cho bác thêm nhé. Cây bơm này bác nào muốn mua cây bơm này thì gọi điện đến ba đầu số hộp số các bác bảo em ơi bán cho một cây bơm 900 nhé. Đấy, con này giá là 900.000 các bác nhé. Đấy, cây bơm phiên bản đặc biệt nhé, giá 900.000. Đây, còn các bác nào không muốn lấy phiên bản đặc biệt thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu bơm phiên bản thường nhé. Đây, cái mẫu bơm này là phiên bản thường các bác nhé, mẫu này là phiên bản thường nhé. Con này cũng chân gấp này, đồng hồ dầu lọc ở màu vàng nhé. Con này phiên bản thường thì bơm nó không nhanh không nhẹ bằng con kia các bác nhé. Cái con này thì giá nó rẻ hơn nhé, con này rẻ hơn, giá chỉ có 800.000 thôi các bác. Đấy, chân cũng chân gấp này đấy, nhưng mà giá chỉ có 800.000, rẻ hơn 50.000 nhé. Đấy, thì bác nào thích lấy bơm bản đặc biệt thì lấy, mà thích lấy bơm bản thường thì lấy các bác nhé. Đấy, con này giá chỉ có 850 thôi. Bác nào bổ kết thì gọi điện đến ba đầu số của shop để chốt con này về với giá 850.000. Con bơm bản đặc biệt này giá 900 nhé. Đây, em lên cho các bác cái cây bơm thứ tư nhé. Cây bơm thứ tư là cây bơm đồng hồ to này, nó ẩm bé, chân là chân gấp các bác nhá, chân là chân gấp này. Cái này gọi là bơm nhỡ các bác nhá. Cái mẫu này bao cho anh em bơm khoảng 250 đến 300 cân nhá. Đây, cây bơm này bơm nhỡ, đồng hồ cũng đồng hồ dầu. Con này thì giá công khai cho anh em là 800.000 nhá. 800.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhá. Đấy. 800.000 cái cây bơm đồng hồ, cây bơm nhỡ nhá. Đấy. Còn em lên cho bác cây bơm cuối cùng nhá. Cây bơm cuối cùng thì đây là cây bơm đồng hồ bé lọc ẩm bé này. Đây, cây bơm này là đồng hồ bé lọc ẩm bé các bác nhá. Bác nào chơi condo nhá. À, chơi truyền thống các bác lấy con bơm này cực kỳ là ok nhá. Chơi truyền thống này, con này chân cánh én không gấp được các bác nhá. Đây, con này các bác chơi truyền thống thì bao cho anh em bơm khoảng 250 cân trở lại nhá. Các bác nào chơi truyền thống lấy con này đỉnh của chóp rồi các bác nhá. Đấy, đây mẫu bơm bé này là giá 600.000 các bác nhá, 600.000. Đây, em thông báo lại giá cho các bác nhá, để các bác nào muốn mua thì nắm được giá thông tin chi tiết nhá. Cái mẫu bơm đầu tiên đây, cái mẫu bơm này là bơm sinoxin các bác nhá, bơm sinoxin này. Con này 1.850.000 này, cái bơm bản đặc biệt là 900 này. Con bơm đồng hồ to là bóng to bản thường là 850 này. Cái còn cây bơm này là cây bơm nhỡ giá 800, cây bơm bé kia là 600.000 các bác nhá. Đấy. Đây, em sẽ đến cho với các bác cái phần gay cứng nhất ngày hôm nay. Em sẽ bán cho bác thanh lý cây bơm này giá rẻ 200.000 các bác nhá. Bán rẻ cho bác giá 200.000, bán rẻ 200.000 một cây bơm. Đây, bác nào đang xem video muốn mua cây bơm này nhá. Các bác nào thì vui lòng gọi điện đến ba đầu số của shop để chốt. Các bác nào chốt được thì các bác nhắn tin lên để thông báo cho em để công bố rộng rãi trước hoàn toàn dân thiên hạ các bác nhé. Đấy. Đây, em sẽ khui cây bơm thanh lý ra cho các bác cùng xem nhé. Các bác nào nhanh tay thì gọi điện đến ba đầu số của shop để chốt. Em sẽ bán rẻ 200.000 nhé. Đây, bơm là bơm mới các bác nhé. Em gửi đi nhưng mà khách bom hàng, khách không nhận. Đấy, đến nơi thì điện lại phơi bao. Đây, điện lần thứ hai, thứ ba thì cũng phơi bao tiếp. Đấy, điện vài ngày rồi nhá. Nên là các bác nào quan tâm đến sản phẩm ấy thì các bác thiện chí mua thì các bác hãy gọi điện đến ba đầu số của shop để đặt hàng. Mà khi các bác đặt ý, thì các bác phải có trách nhiệm với hàng của mình đặt để các bác nhận hàng nhé, chứ không phải các bác đặt cho vui cho sang mồm. Đấy, các bác làm như thế là rất khổ bọn em gửi hàng đi mất cước mất phí, mà người đi giao hàng người ta không giao được hàng cũng không có tiền đấy. Thì các bác, đây em sẽ thanh lý cho bác cây bơm này nhá. Cây bơm này là cây bơm đồng hồ to là ẩm to bản đặc biệt em vừa giới thiệu cho các bác ở phần đầu video nhé. Em sẽ thanh lý cho bác cây này với giá là 700.000 các bác nhé. Đấy, cây này em đang bán 900.000, hôm nay thanh lý cho các bác 700.000 nhé. Bác nào đang xem video đeo muốn mua cây bơm này thì nhanh tay gọi điện đến ba đầu số của shop để chốt các bác nhé. Đấy, phụ kiện đầy đủ các bác nhá, phụ kiện đầy đủ nhá. Đấy, phụ kiện đầy đủ, các bác nhìn không thiếu cái gì nhá. Đây, con này em đang bán giá thị trường là 900.000 các bác nhé, 900.000, hôm nay bán rẻ 200.000, còn 700.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn xịn xòi chưa. Đấy, bán cho các bác giá rẻ 200.000, tức là con này thì em đang bán giá thị trường là 900 nhé, bán rẻ cho các bác 200.000, còn 700.000 nữa các bác nhé. Các bác chỉ cần bỏ ra 700.000 sở hữu ngay một con bơm đồng hồ to nọc ẩm to, em có duy nhất một cây. Bác nào xem video mà muốn mua thì nhanh tay gọi điện ba đầu số của shop nhé. Bác nào mà gọi điện đến shop chốt rồi thì các bác vui lòng nhắn tin lên trên đấy là đã chốt cho shop nhé. Đấy, 700.000, các bác nào nhanh tay 700.000, đồng hồ to lọc ẩm to các bác nhé, có duy nhất một cây. Đấy, thì ưu tiên cho bác nào nhanh tay nhất đầu tiên gọi đến ba đầu số của shop các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau.